Hi everybody, and welcome back to my channel. Or if you are new here, welcome. It's so nice to see you. Xin chào mọi người, mình là Mèo Mộng Mơ đây. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Hôm nay mình sẽ lại tiếp tục leo rank nhá. Không biết hôm nay mình sẽ tấu hài lên được bao nhiêu sao hay là lại ăn hành tiếp đây. Ok, bắt đầu thôi nào. Hôm nay mình sẽ đánh thử em này nha mọi người. Hiện tại mình thấy em này combo với rú xanh khá là tốt ý. Ủa, ván này có lẽ không được mọi người ạ. Thôi mấy ván sau mình làm lại ha. Ván này để số xanh hướng bất chi hỏa gánh tim vậy. あいつら帰着する。
Đấy, với chi hỏa kính cơ thỉnh thoảng có những pha phản ứng rất đẹp mọi người ạ. Giờ thì ván này đánh tan tàn xíu xong thôi. Ok, ván này làm lại ha mọi người. Em này là một con bài khá là tốt trong một vài trường hợp. Mọi người để ý ha, khi mà đặt skill 2 lên một đứa thì sẽ có 4 tầng hình con mắt ý. Tối đa là 8 tầng, cứ mỗi tầng như thế sẽ có 15% câm lặng khi đến lượt nha. Số vàng bị câm lặng rồi ý.
Để mình thả AOE phát này luôn. Bảo máu Kohaku được lúc nào thì hay lúc đó. Skill 3 của em này sẽ có 15% gây câm lặng cho toàn team địch. Cứ mỗi một tầng con mắt bên kia thì sẽ tăng thêm 5% ha. Đấy, thế là lật kèo ngay. Giờ thì bên kia sẽ phải ăn vài cú AOE khá là đau từ rú xanh. Chờ rú xanh tới lượt thì dọn luôn một thể ha. Một phát chết cả ba. Trận này đến đây là xong rồi.
の血はわらわの手に。灰になろうとたまわない。神谷殿、とうに慣れておる。痛みなど力を終わりに慣れておる。世界を彩る秋の紅葉、我は決して通れん。汝の名を献上せよ。Ôi thôi, cậu vàng đi rồi ông giáo ạ. Mới gõ được mấy cái đã đi rồi. Để mình gõ con em ma này luôn, để nó sống lâu phiền phức lắm. Tiếp tục dùng em này ha, khá là ngon luôn ý. Mọi người nhìn thanh hành động ha. Em này khi dùng skill 2 xong sẽ tự kéo 50% thanh hành động của chính mình, nên cứ lên tốc thật cao, viên 4 chính xác là được rồi. Đấy, linh lộc bị câm lặng rồi. Cứ mỗi tầng cái con mắt đó sẽ tăng 15% tỷ lệ câm lặng. Mấy con không có kháng thì đố mà né nổi cái câm lặng kèm 8 tầng đó luôn ý. Mọi người để ý khúc này ha, khi mà số tầng con mắt bên kia là 6 hoặc là cao hơn thì skill 3 này sẽ không còn câm lặng nữa mà sẽ chuyển thành có 60% giải bị yêu toàn team ý. Sau đó sẽ kéo toàn bộ đồng đội đánh thường vô đứa dính ấn. Khúc này mình đánh vào khiên xây mây nên nó miễn nhiễm bị yêu rồi, nhưng mà mọi người có thể thấy hiệu ứng kéo đồng đội đánh thường ha.
汝の名を献上せよ。偽りの光、もう必要ないの。まずはこの鏡を割れるのだ。小松は逃げません。中で眠りたい。逃がさない。今宵の月明かりは一味違うわ。眼中腰に。Ok, bây giờ thì dọn sạch cả team kia thôi ha. 16 tầng nổ đêm thì đến cả main bên kia khó mà trụ lại sofa này lắm. Thôi ván này pick cậu vàng ha. SR mới tùy ván thì pick. Lỡ vì đi test Siki mới mà thua thì cũng uổng lắm á. Đấy, thế là xong. Cậu vắng nhảy vài ba cái như thế thì trận này xong sớm à. Tiếp tục xài em này nha mọi người. もういいかい。Gái xong. Bên kia quên kéo tốc thì chỉ có ao thôi.
Tiếp tục ha, hôm nay xách em này đi test mới được. Thôi, đánh hai xu với cái lối pick này thì mình sẽ tự biến thì hề chúa mất. Thôi, pick để cho an toàn. Để hơn tốc thì ván này ao trình liền ha mọi người. これが力の代償だ。最後まで共にいよう。俺は俺だけの道を切り開く。罪深き者よ。深淵で互いを喰らい尽くせ。 Để mình lật con kính này luôn. Dù sao mình động cũng không có nguy hiểm đối với team mình nữa rồi. Để mình xoay màn hình cho mọi người nhìn nha. Sú vàng mới hết câm lặng đúng không? Bây giờ nó chuẩn bị câm lặng nữa nè. Đó, hiệu ứng từ con mắt đi mọi người. 3 tầng thì 45% câm lặng. Vẫn dính như thường nha. Chà, ban nguyện SP rồi. Quay về với bất chi hỏa và bộ đôi hóa học sơn phong SP của mình thôi. ありもりの君に言って最もしなやかな神秘人魚の疑いは海地のしびれ。これが森の力だ。
ông là trời, khúc này mình đánh nhầm mất rồi. Đáng lẽ cắm mắt vào đế xong rồi chém đế ở đấy đi luôn sẽ dễ hơn. Mình chém nhầm Giang Sơn Phong FP mất rồi.罪なき者に従前合同の選別を受ける。下がれ。縁には強要するものでも妥協するものでもない。まだまだね。もらった。まだまだね。俺は戦いのために強くなる。 五行決壊陣。これで終わりだ。我は鬼の四天道時代。衛星の運命は時すらその意味を失う。 縁を結びに行く。狩る時は何も言わずに行って。邪魔だ。罪深き者よ。深淵で互いを喰らい尽くせ。ザコメが下がれ。 俺の力だ。邪魔だ。これで終わりだ。最も鋭い刃だ。最もしなやかな芯。諸悪を断ち、殺生を禁ず。なんとか衛星の海の掟からは逃れられない。 からは逃れられない。あれあれ、森がまた屍で汚れるな。 Cái Leon xung phong FP bên kia luôn cho dễ thở ha. Chà, để biến mất trên tay hành động luôn rồi.
Chả bên kia tính khô máu với mình luôn mọi người ạ. Pan sủ xanh và bích hẳn ba Enma luôn chứ. Tin này phóng cho con 8 FP vài kiếm là ao ngay. あれは俺の四天王寺なり偽りの光もう必要ないのどんな闇でも照らしてみせ俺は俺だけの道を切り開く。 Từ FP xóa mất bộ kính rồi. Em mang bóc phát này xong thì trận này chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Nội tại tử FP đúng là kinh thật mọi người ạ. Lúc này mình nghĩ chắc con tử sẽ chết rồi á. Ai ngờ nhiều đau máu mà nó vẫn sống sau đòn đó ở số vàng.
月の光よ、我らを照らしたまえ。コンパク変装ゼズミュー、ゲッタを映し出して最もしなやかな進化安息の地はわらわの手に。どんな闇でも照らしてみせ。これが力の代償だ。汝の名を献上せよ。俺は戦いのたびに強くなる。おいでなさい。Dù xanh còn ít máu, số tầng AOE trên 3 tầng, lại có cả tự FP trong team. Giờ chỉ có chờ mới cứu được team kia khỏi cú này thôi mọi người ạ. もうおしまいか。Team bên kia chết sạch, có mỗi thiết FP. Bên kia đang hy vọng điều gì mà có thiết 1 chấm máu vậy? Thơ bóp nó luôn hả? Thật sự khi có ý định đánh những team đè tốc, sốc đêm dài, cấp lửa là che FP như thế này mà thấy số xanh và hai con Enma thì mình nghĩ nên out sớm mọi người ạ. Có đánh không thắng nổi. わらわに屈服せよ。おいでなさい。何時の名を献上せよ。Đấy, hai em mà bán hành cho không nhúc nhích nổi luôn. Thêm một số xanh nổi đêm nữa thì chờ tới lượt 8 FP để nổi đêm không biết team còn sống nổi không ý. Hôm nay tới đây thôi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem. Nếu mọi người thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình để xem thêm nhiều clip sắp tới nhé. Tạm biệt mọi người, mình nghỉ ngơi đây, bye bye.